Cái cổ phiếu mà MSB thuộc nhóm ngân hàng, thì cái cổ phiếu này ta sẽ canh mua ở cái mức giá là 13.5 cho tới 13.7, ta mua 30%. Nếu mà cổ phiếu này nó không tăng nữa mà nó quay ngược lại, nó giảm về dùng giá 13, thì ta sẽ mua, tiếp tục mua thêm 30% nữa. Với khi mà cái cổ phiếu này nó tăng vượt cái dùng 14.5 này thì ta sẽ mua thêm 40% nữa. Với cái mục tiêu là cái cổ phiếu này sẽ về dùng giá là 17, 18. Tiêu rồi sẽ về dùng giá 17, 18. Và mục tiêu dài hơn nữa là sẽ về dùng giá 20, 21. Thì để quản lý rủi ro khi mà đầu tư cái cổ phiếu này á, thì mà khi mà cổ phiếu này gãy cái dùng giá 12 này thì ta bán đi 50%. Và khi mà nó gãy cái dùng giá 11.5 này thì ta bán hết cái cổ phiếu. Hiện tại thì cái giá trị giao dịch của cái cổ phiếu MSB này thì cũng rất là lớn. Lượng bán thì cũng rất là nhiều, mà lượng mua thì cũng rất là nhiều. Nên là mình, cái chiến lược mình mua đầu tư thì có hơi khác một tí. Cái kế hoạch đầu tư của mình như sau. Mình sẽ canh mua từ giá 13.5 cho tới 13.7, mình mua 30%. Khi mà giảm về giá 13 thì mình sẽ mua thêm 30% nữa. Nếu mà nó tăng lên dùng giá 14.5 thì ta mua thêm 40% nữa. Với cái mục tiêu ngắn hạn là về dùng giá 17, 18 thì tương ứng với mình có thể lãi từ 25 đến 33%. Tương ứng với mình đầu tư 10 triệu thì mình có thể lãi từ 2 triệu rưỡi cho tới 3 triệu 3. Cái mục tiêu mà dài hạn, trung và dài hạn thì có về dùng giá 20, 21, tương ứng với mức lãi của mình từ khoảng 48 đến 55%. Để quản lý rủi ro đối với cái cổ phiếu MSB này thì khi mà gãy cái dùng giá 12 này ta bán đi 50%, và gãy cái dùng giá 11.5 thì ta bán hết, tương ứng với mức lỗ của mình từ khoảng 11 đến 14%. Thì khi mà mình đầu tư cái cổ phiếu này thì trong phiên mình cũng cần phải quan sát cái tín hiệu của thị trường chung, tín hiệu của nhóm ngành, nhất là nhóm ngành bất động sản, nhất là nhóm ngành ngân hàng. Và cái cổ phiếu MSB này để mình linh hoạt chọn cái điểm mua cho phù hợp. Thì tất cả những cái nhận định trong video này là quan điểm của cá nhân mình. Mình không khuyến nghị mua bán cổ phiếu. Nhà đầu tư tư chỉ tham khảo và tự chịu trách nhiệm khi quyết định đầu tư. Thì mình luôn chúc các bạn đầu tư thành công. Cảm ơn các bạn đã xem.